Tao ngửi thấy có mùi gì đó, mùi làm tao điên lên vì nó. Mày biết tao đang nói về cái gì? Sao mày lại cứ giả ngơ đi? Và cũng thật, thật là khéo, mày còn chưa kịp cất cái kéo. Nhìn kỹ những mẫu vụn đi, mày đang giấu cái gì đó homie? Mày đang giấu cái gì đó homie? Anh em mình định tính toán chi lê, chơi với nhau đừng dở trò mèo, vì vài hơi thảo dược không làm tao phải nghèo đi. Giấu cái gì thì mau bỏ ra, nếu là ca thì tao bỏ qua. Còn hàng lớp mày phải xin lỗi, cho mày giấu mày lấy một tao ba. Nhìn mặt tao có giống đùa không? Mày thấy được cái lạnh mùa đông, sống sao cho nó vừa lòng, đừng ép tao trở thành Lý Thông. Hôm nay đừng có làm tao buồn, tao mà buồn là chết mẹ mày luôn. Đồ ăn ngon tao sẽ nhai cho bằng hết, phần cho mày mì gói trang với nước sôi suông. Hôm nay nói dối mà mày thối, hôm nay đừng chối đừng chạy cối. Sảng khoái hơn cả Cool Air, ta đã ngửi thấy rồi đó homie. Mày đang giấu cái gì thế đồ chó? Sống đừng hẹn cho dù nghèo khó, giấu cái gì thì mau mang ra, anh em mình cùng nhau tan ca. Yeah, cùng nhau tan ca, cùng nhau tan ca, cùng nhau tan ca. Yeah.